Xin chào các cô bác, anh chị, các bạn và các em. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với các cô chú, các anh chị, các bạn. Ai mà thật tâm muốn làm YouTube thì nên. Nhưng mà nói như vậy thôi, ai có điều kiện kìa. Ai có điều kiện thì nên. Tại vì sau bao nhiêu ngày tháng làm tin tức, đọc báo thì thật sự mấy ngày hôm nay mình cảm thấy mình đuối rồi. Thứ nhất là như thế nào gọi là đuối? Vì mình phải dùng cái voice của mình nhiều quá, sau đó mình nghe lại nó không có hay, lại phải bỏ đi và làm lại video. Làm được một cái video thật sự là nó muốn nghe cho nó ok đó, nghe cho nó tạm được đó, thì chúng ta cần phải có cái microphone. Nhưng mà cái microphone đó mà để trên bàn để mình nói chuyện rồi mình muốn được nghe thì nó sẽ vang tùy theo cái nhà của mình, nhưng mà ngay cái phòng của mình thì lại không bị vang. Nhưng mà khi mà mình nói lên như vậy tối khuya thì tại vì Việt Nam họ post bài lên thì bên mình là khuya, mà mình thì lại làm việc về ban khuya nữa, cho nên là khi mình nói lên thì cả nhà nó nghe hết rồi. Mặc dầu là phòng nào phòng đó đóng cửa để ngủ rồi, thường là khoảng 3 giờ sáng. Nhưng mà mình thấy làm như vậy, biết là cả nhà không ai than phiền gì cả, nhưng mà tự mình thấy nó kỳ quá. Cho nên là mình thường nói là mình sorry với con mình, là mẹ sorry con vì bây giờ mẹ chưa có tìm được cái nào mà để cho mẹ làm nó cảm thấy ok. Thì con mình nói ok không có sao, mẹ cứ làm đi, đâu có gì đâu, tụi con ngủ như chết à. Đó. Thì tình cờ con gái của mình xem được trên một cái video anh Khương Dừa có đăng lên cái microphone anh ấy mới mua về. Thì con mình gửi liền cho mình. Thì mình thấy là nếu mà nói về anh Khương Dừa mà sử dụng thì mình bảo đảm với các bạn là good rồi. Tại vì anh ấy là một YouTuber rất là good, và anh ấy xài những cái nó rất là nhiều, cho nên là cứ theo anh ấy mua là sẽ perfect. Cho nên là mình vào Amazon để mình xem thì mình thấy đây, đúng y như là cái mà anh Khương vừa anh xài, nhưng mà anh dùng cho iPhone, còn mình là dùng cho Samsung. Cho nên là đây, nếu bạn dùng cho Samsung thì nó sẽ là chữ B6, nếu bạn dùng cho iPhone thì nó sẽ là B4. Bling 500 B6 là dùng cho Samsung, tại vì cái đầu cắm của nó nha các bạn. Còn cái hiệu của nó là Saramonic. Đó, thì đây, mua ở bên Mỹ thì mua Amazon lẹ lắm, mua ngày trước ngày sau nó gửi về liền à. Hôm qua mình đã mở ra mình coi thử rồi đó. Bây giờ thì mình cho các bạn xem ha. Nó có như vậy. Nó có một cái receiver và hai cái cục này, chắc cục thâu hay cục gì đó không biết. Cục thâu đó. Một nha. Hai. Đây là cái receiver. Không có cái gì cả, chỉ là cái bao để đựng thôi. Tại vì mình đi đâu thì mình bỏ vào cái bao, chứ đâu có xách cái hộp theo được. Ồ, nó có một cái dây, cái microphone để mình gắn. Cái đầu này thì gắn vô phone, cái đầu này thì giống như đeo ở đây nè. Mình có cái này nhiều lắm nhưng mà mình không có thích xài, tại vì mình thấy nó không có hay đâu. Nhưng mà với cái hiệu này thì mình không biết là như thế nào. Ai chỉ cái gì mình mua ở đó, mấy cái này mình nhiều lắm. Nè, hai cái. Và đây là hai cọng dây USB để xài cho hai cái này. Tức là mỗi một cái sẽ có một cọng dây. Tối hôm qua mình đã cắm cái sạc pin rồi. Thì theo ở trong đây nó ghi đó là sạc một lần là 3 tiếng, thì sẽ sử dụng được khoảng 6 tiếng. Mình mua cái loại hai cái như vậy
thì có thể là mình xài được 10 tiếng, 12 tiếng gì đó khi mình đi du lịch chơi. Mà năm nay Covid thì hết đi du lịch rồi, nhưng mà thôi mua để dành sang năm cũng được, xài từ từ. Với lại có cái này đó, bạn muốn đi bất kỳ nơi đâu bạn đi. Hồi sáng thì mình đã ra mình ngồi mình thử rồi. Cái này kẹp ở sâu áo nè, hay là ở dưới lưng quần cũng được, nói chung là ở đâu cũng được. Khi bạn nói nó sẽ thâu vô. Và mình đi rất là xa, mình đi tú xuống dưới kia kìa. Mình quay thử một cái video nhỏ nhỏ thôi, mình nói alo alo thử thôi, nghe rất là rõ. Cái tiếng ở bên ngoài vẫn có chứ không phải là không nha. Có một số người nói rằng là không có thâu tiếng bên ngoài là sai. Có thâu tiếng bên ngoài. Rồi họ nói với mình bây giờ chị gắn thử cái này vô chị xài đi. Có thể là không nghe tiếng bên ngoài, mình gắn thử vô luôn, vẫn nghe tiếng của bên ngoài chứ không phải là không. Nhưng mà cái này thì nó giảm đi tí xíu thôi. Nhưng bạn gắn cái này vô á, thì khi bạn nghe lại cái video không hay nha. Bạn để như vậy không, mà bạn ngồi ở một cái chỗ nào đó thì cái voice nó sẽ trong trẻo hơn một tí. Bạn gắn cái này vô thì nó sẽ không hay bằng một mình nó không đâu. Thì cái đó theo sự nhận xét của mình nha. Còn khi các bạn có rồi, các bạn mua rồi thì tùy sự nhận xét của các bạn. Với lại tùy cái nơi các bạn đang ở để các bạn thâu cái này. Thì rất là dễ xài. Bỏ cái case vô thì nó sẽ bị đụng cho nên tháo ra ha. Đây là cái receiver cắm vô thôi. Cái này thì bạn đã sạc pin đầy đủ 3 tiếng. Khi các bạn xài, các bạn chỉ bấm cái nút này, nó lên cái đèn xanh nè, là được rồi. Rồi các bạn ghim ở đâu đó trên người các bạn, các bạn để một cái phone ở một cái góc nào đó, các bạn đi thật là xa luôn, thâu vô rất rõ. Mình sorry các bạn nha, vì ở nhà bên cạnh họ đang đóng cái hàng rào, thành ra cái tiếng bắn đinh của họ nó lâu lâu các bạn sẽ nghe được, thông cảm cho mình nha. Nè, đó, vậy là xong rồi. Thoải mái, nghe rất là hay, giống như là các bạn ngồi nói chuyện bình thường với một người nào đó thôi, thì nó cũng đã thâu vô và rất là hay rồi. Bây giờ mình nói chuyện thử nha. Khi các bạn cắm cái này vô, mở nút camera ha, quay ở đâu ngoài trời đi. Bây giờ mình đã on lên rồi nè, giờ mình nói chuyện nha. Hello, xin chào các bạn. Kính chúc các bạn một ngày mới an lành. Tắt đi ha. Phải rút ra mới nghe được ha. Bây giờ các bạn nghe này nha. Hello, xin chào các bạn. Kính chúc các bạn một ngày mới an lành. Rất là rõ, rất là trong. Không cần phải xài cái này. Chỉ như vậy thôi, các bạn để ở bàn, cầm trên tay hay là trong lưng quần, đơn giản, rất là dễ xài. Mình mua cái bộ này là 302 đồng, mua trên Amazon. Thành ra là mình nghĩ là các chị em mình ở bên Mỹ đó, thì tùy các bạn, có thể mua một cục thôi, hoặc là mua hai, hoặc là mua ba. Cái nào vừa túi tiền mình thì mình mua. Nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy chúng ta làm về tin tức thì chúng ta nên mua. Tại vì sao? Chúng ta cần phải giữ cái voice. Vì chúng ta làm mỗi một ngày, ví dụ như ngày hôm nay mình thấy được 2-3 tin mà nó hay thì mình đều làm 2-3 tin. Thấy một cái tin tức nó hay thì mình làm một tin tức. Nhưng mà ngày nào mình cũng làm, cái voice mình từ từ nó sẽ yếu hoặc nó sẽ khan đi. Khi mà các bạn cứ cố tình nhấn mạnh những cái điểm nào các bạn cảm thấy nó hấp dẫn, là mình thật sự khuyên các bạn nên mua. Mới biết làm YouTube hay là mới vừa bắt đầu làm tin tức, tùy các bạn. Thì chúng ta hãy giữ cho chúng ta có sức khỏe tốt, có được cái voice tốt. Cho nên chúng ta cần nên mua cái này, theo như lời mình khuyên các bạn. Vì thật ra tới ngày hôm nay mình cảm thấy đuối đó, khi mà phải ngồi để nói về tin tức. Trong khi các bạn có cái này rồi thì các bạn đi bất kỳ một nơi nào, các bạn cứ gắn nó vô và các bạn nói chuyện. Thí dụ như thấy cái cảnh đó đẹp quá thì các bạn cứ để cái phone đó quay cảnh đó, rồi các bạn đi vào mua ly cà phê, hay là các bạn đi đâu đó, các bạn nói nó vẫn thâu vô và nó rất hay. Đó là những cái mình chia sẻ với các bạn.
không cần phải gắn sợi dây này cũng rất ok, mình thích hơn xài một mình nó thôi. À quên nữa, có bạn hỏi mình là cái này có xài được với cái GoPro hay không, thì mình coi rồi các bạn, không được đâu. Tại vì cái đầu này Samsung ha, mà nó chỉ có như vậy thôi, mà cái lỗ của cái GoPro nó có chút xíu như vậy, bạn gắn làm sao, đâu có gắn vô được đâu nè, không gắn được, hướng nào cũng không gắn được hết. Mình nghĩ là không có xài cho GoPro được, xài cho máy chụp hình thì được. Nhưng mà mình mua Samsung là tại vì mình xài phone Samsung. iPhone mình cũng có, mình có cái 10 nè, cái này 10, mình có cái 11. Ít có bao giờ mình xài iPhone lắm, không có xài iPhone, cho nên là mình không có mua cái đầu cắm iPhone. Theo như mình nghĩ đó, bây giờ mình mua thêm một cái đầu cắm thôi của Apple, của iPhone, rồi mình connect từ cái này qua với cái USB của iPhone thì mình nghĩ vẫn xài được đó. Để bữa nào mình thử, nhưng mà tại không xài iPhone thành ra là không biết. Còn MacBook thì nó xài cái đầu này, cái đầu này là đầu của MacBook luôn đó. Thật ra mình nghĩ cái này xài được cho MacBook và Samsung. Đây các bạn, đây là một bộ của nó, 302 đồng, rất tuyệt vời, mình thích vô cùng. Lát nữa mình sẽ làm thử một video tin tức. Nên mua các bạn ạ, rất là thích, xài trong nhà, xài ngoài đường, đi du lịch rất là tiện lợi, không có phải dây tùm lum tà la hết, đeo trên người, hay là các bạn đeo cái ba lô thì kẹp ngay cái vai của cái ba lô đó, cái quai đó cũng ok lắm, rất là thích. Nói chuyện nhỏ thôi, thâu rất rõ. Đó là những gì mình chia sẻ được với các cô chú, các anh chị, các bạn và các em trong ngày hôm nay. Và mình khuyên các bạn không cần đầu tư nhiều, chỉ cần một cái phone và nó thôi là đủ rồi. Thì từ ngày mình làm YouTube tới giờ mình không có biết, mình mua nhiều lắm, mình mua rất 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 là nhiều luôn. Mình mua rồi con mình mua nữa, rồi cuối cùng thì mình thấy là cũng chưa có cái nào ưng ý được. Nhưng mà với hiện tại bây giờ, ngay bây giờ thì mình đã rất ưng ý rồi. Không biết sau này nữa có cái gì khác hơn nó hay không thì mình không biết, nhưng đối với mình hiện tại là đủ rồi đó. Một cái phone của các bạn thì ai cũng có phone đúng không ạ? Và các bạn mua một cục này thôi là xong, xong rồi, các bạn đi các nơi đều quay. Nếu mà các bạn muốn quay một người nào đó, các bạn cài một cái và đưa cho người đó cài một cái, thì khi các bạn hỏi cái gì đó thì họ nói vẫn hay như bạn vậy đó. Nè, ha. Một chút chia sẻ với các cô chú, các anh chị, các bạn, các em như vậy thôi. Và bây giờ mình xin tạm dừng video ở đây. Bye bye và hẹn gặp lại.